Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ chủ đề sử dụng Windows 10 cho các bạn, dành cho các bạn là mới bắt đầu đấy, hoặc là người lớn tuổi và người già. Và thì mình sẽ chia sẻ các bạn về cái cách các bạn là sử dụng cái cửa sổ Start menu ở trên Windows 10 các bạn nhé. Thì trên Windows 10 thì nó họ thiết kế khác so với Win 7 các bạn nhé. Đó là cái cửa sổ Start menu đấy, và chủ yếu là trên Windows 10 thì các bạn thao tác rất là nhiều đến cửa sổ này đó, và cái cách sử dụng như thế nào đó. Thì hôm nay là cũng tranh thủ cái thời gian cũng rảnh rỗi thì mình tiếp tục chia sẻ với các bạn nhé. Và trong thời gian vừa qua thì mình cũng có chia sẻ được một số video về cách sử dụng máy tính, chủ yếu là mình chia sẻ cho các bạn mới bắt đầu thôi, và mình chia sẻ rất là chi tiết nhé. Cụ thể thì các bạn quan tâm có thể truy cập vào cái kênh của mình nhé, thì các bạn tham khảo thêm. Rồi thì trên Windows 10 các bạn nhé, thì có một số cái chức năng hoàn toàn mới luôn. Nó cái giao diện là nó hoàn toàn, ở đây mình đang lấy một cái hình nền của Windows 10 mặc định ở trên máy tính luôn các bạn nhé, Windows 10 Pro. Mình cài trên cái máy Dell Latitude các bạn nhé. Cái máy Dell này thì mình trong thời gian trước thì mình đã chia sẻ kênh của mình rồi về cái máy Dell này rồi. Các bạn nào mà quan tâm về laptop thì dòng Latitude thì các bạn cũng truy cập thêm vào cái kênh của mình thì các bạn tham khảo thêm nhé. Và thì video hôm nay là mình vẫn tiếp tục chia sẻ với các bạn mới bắt đầu, cho nên là mình sẽ đi chậm vào chi tiết nhé, để các bạn này dễ theo dõi nhé. Đây thì bây giờ các bạn nhìn vào cái góc dưới cùng bên trái, các bạn kích vào cái nút Start menu đây nhé, thì chúng ta sẽ có cái cửa sổ Start menu rất là đặc trưng luôn đó, rất là mới luôn đó, rất là mới đó, mà mình có cảm nhận là nó giống như là cái hệ điều hành Windows Phone trước đây ở trên điện thoại các bạn nhé. Đó, mình có cái cảm nhận như vậy bởi vì các cái icon ở đây nó có kiểu là hình vuông, mà nó chỉ hơi khác một chút là mình chưa thấy cái này nó nháy nháy thôi các bạn. Đó, hình vuông hết nhé. Thì trên cái cửa sổ Start menu này thì nó sẽ có một số cái chức năng như sau các bạn này. Ở đây các bạn kích vào cái chỗ này thì nó sẽ có cái biểu tượng, đây là cái chỗ dùng để chúng ta tắt máy tính nhé, hoặc là khởi động lại này, hoặc là cho máy tính về chế độ ngủ nhé, ví dụ như là sleep này. Là các bạn này để cho máy tính ở chế độ ngủ, tức là chế độ tắt tạm thời, sau đấy các bạn bật lại các bạn làm việc nhé, trong vòng khoảng tầm 1 tiếng, 2 tiếng hay là 3 tiếng gì đó. Cái nút shutdown này là tắt máy hoàn toàn các bạn nhé, shutdown là tắt máy hoàn toàn luôn đó. Và nút restart cũng như là các bạn khởi động lại máy tính, khởi động lại máy tính nha, trong trường hợp là máy các bạn bị treo này, hoặc là các bạn mới cài một cái ứng dụng nào đó đó, hoặc là các bạn mới gỡ một cái ứng dụng nào đó, thì các bạn nên khởi động lại máy để cái quá trình cài đặt hoặc là gỡ ứng dụng nó thành công các bạn nhé. Đó thì ở trên Windows 7 thì mình thấy là nó đầy đủ hơn đấy, nhưng mà ở trên Win 10 thì họ lược bớt đi rồi, chỉ có ba chức năng là sleep, shutdown và restart thôi. Đó. Rồi thì tùy vào cái mục đích sử dụng các bạn chọn ở đây nhé. Tiếp theo là cái phần có cái dấu bánh xe, là cái phần cài đặt đây các bạn này, cái phần cài đặt đây nhá, để các bạn tích vào đây. Đó, thì cái phần cài đặt ở trên Windows 10 thì nó cũng khác hoàn toàn so với trên Windows 7 luôn đấy, và mình cái phần cài đặt này thì mình cũng đã chia sẻ trong video trước ở trên kênh của mình rồi. Và ví dụ như các bạn muốn thay đổi về hình nền ấy, thì các bạn vào cái mục là Personal đấy các bạn này, các bạn tích chuột vào đây nhá. Đó, thì chúng ta sẽ có các cái lựa chọn ở đây, các bạn vào cái mục là Background. Đó, để các bạn chọn hình nền ở bên này, các bạn chuyển sang bên này. Phía bên này thì các bạn chọn nó background. Đó, phía bên này thì các bạn sang bên này, các bạn chọn nó cái hình nền ở đây. Đó, để các bạn sử dụng để các bạn làm hình nền máy tính nhé. Đó, tức là thay đổi hình nền. Rồi tiếp theo, ví dụ như sang cái phần system chẳng hạn, system này thì trong cái mục system này các bạn vào cái mục là display. Đó thì chúng ta sẽ có cái mục là change brightness, cái mục này là điều chỉnh cái ánh sáng của màn hình này. Đó thì đây các bạn là ví dụ các bạn gạt sang trái thì ánh sáng của cái độ sáng màn hình nó sẽ giảm xuống, các bạn gạt sang phải thì cái độ sáng màn hình nó sẽ tăng lên và màn hình nó sẽ sáng hơn. Đấy, các bạn di chuyển qua lại nhé để các bạn điều chỉnh ánh sáng. Đó thì đó là đây mình lấy cái ví dụ về cái phần cài đặt ở trên Win 10 thôi, các bạn vào cái mục bánh xe này nhé. Rồi tiếp theo đó là cái phần các cái ứng dụng đang cài trên máy của các bạn thì nó sẽ nằm ở trên cái cửa sổ này nhé. Cửa sổ Start menu thì nó có hai phần, một phần ở bên này đó, và một phần ở bên này. Và thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn về hai cái phần này. Đó, cái phần nhỏ bên này là tất cả những cái ứng dụng mà đang có trên máy của các bạn nhé. Đấy, các bạn vào đây để các bạn kiểm tra các cái ứng dụng này, những cái ứng dụng nào các bạn cần dùng thì các bạn đem ra. Rồi đó, thì ví dụ ở đây có cái ứng dụng ví dụ như là Word 2016 chẳng hạn các bạn này. Đó, thì các bạn chỉ cần kích vào đây thôi để các bạn mở lên nhé. Đó. Đó, các bạn vào đây các bạn mở lên cũng được, không vấn đề gì. Đây là cái giao diện của 2016 mình đang cài ở trên cái máy của mình các bạn nhé. Rồi ngoài ra ví dụ như có số ứng dụng khác nữa, chẳng hạn như là dùng dịch ghép ứng dụng Excel 2016 chẳng hạn đó, các bạn có thể vào đây các bạn mở. Đó, các bạn chỉ cần cái chuột trái vào thôi, các bạn sẽ mở ứng dụng này lên.
Rồi. Đó. Ngoài ra thì có một số ứng dụng mà các bạn tìm không thấy ở trên này, không? Ví dụ như các bạn kéo cái thanh trượt này lên xuống này mà các bạn không thấy ấy, thì các bạn sẽ vào các cái mục khác, ví dụ như là Windows Accessory này. Đây. Thì nó có các cái ứng dụng nó ở trong này. Ở trong này ví dụ như là Notepad gì đó, rồi cái ứng dụng Ben để chúng ta gõ, chúng ta vẽ trên máy tính này, đó rất là nhiều luôn. Đó, các bạn vào đây ha, các bạn cứ qua đây các bạn sử dụng thì các bạn tìm hiểu thêm, hoặc là cái mục là Windows Access chẳng hạn, các bạn vào đây này thì có một số cái ứng dụng ví dụ như là bàn phím ảo này, rồi cái ứng dụng Micro để thu âm trên Windows 10 này. Đó, các bạn cứ vào đây các bạn tìm hiểu thêm nhé. Để các bạn cứ vào các bạn vạch các bạn tìm hiểu thêm. Rồi. Sang cái cửa sổ, cái nửa cái cửa sổ phía bên phải này, đó là các cái ứng dụng mà các bạn đem ra đây và các bạn hay dùng nhé. Đó, tức là cái trong Windows 10 thì họ để sẵn cho mình cái nửa cửa sổ bên phải này, đó là những cái ứng dụng mà các bạn hay dùng, các bạn đem sang đây để các bạn mở cho nhanh. Đó, ví dụ như đây mình có một số ứng dụng mình hay dùng chẳng hạn như là Excel 2016 này, Cốc Cốc chẳng hạn nữa, ứng dụng máy tính này, đó ví dụ như vậy, ứng dụng Unity cây này hay dùng, đó thì mình đem ra đây, mình đem sang cửa sổ bên này. Đó, ví dụ như là mình mở cái ứng dụng Unity cây lên, ok, đó thì mình mở lên. Trong trường hợp các bạn hay, bạn nào mà hay soạn thảo văn bản ở trên máy tính thì các bạn hay sử dụng cái phần mềm Unity cây này, đúng không? Rồi, ở đây có chẳng hạn những cái mục cài đặt cũng chẳng hạn mình cũng đưa ra đây luôn, ở đây mình kích vào cho nó nhanh. Đó, như vậy là mục đích của cái Windows 10 là người ta để cái nửa cửa sổ bên phải này là các cái ứng dụng chúng ta hay dùng. Rồi, thì bây giờ ví dụ các bạn muốn đem cái ứng dụng ra cái nửa cửa sổ bên phải này thì các bạn sẽ làm như thế nào? Ví dụ như bây giờ mình muốn đem cái ứng dụng là Audacity này chẳng hạn ha, ứng dụng Audacity. Đó thì mình sẽ kích chuột phải lên này. Đó, và các bạn chọn vào là Bin to Start nhé, Bin to Start. Có nghĩa là các bạn đem sang cái cửa sổ cái nửa bên phải nhá. Đó thì ngay lập tức là cái Audacity nó sẽ nhảy xuống đây. Thay vì nó nằm ở trên này thì nó nhỏ này, các bạn khó nhìn thấy đúng không? Đó thì các bạn nhìn ở dưới này thì nó sẽ lớn hơn và nhanh, các bạn dễ thao tác hơn, các bạn mở nhanh hơn. Đấy, như vậy là các bạn sẽ kích vào đây để các bạn mở lên nhá. Rồi, ở trường hợp ví dụ như cái ứng dụng này các bạn không dùng nữa thì chúng ta sẽ xóa đi. Trên cửa sổ Start menu thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Các bạn kích chuột phải lên nhá. Đó, và các bạn sẽ chọn vào cái mục là One From Start, One Bin From Start, mình tạm thời đọc như thế nhé. Đấy, đây các bạn kích chuột vào đây. Đó thì ngay lập tức là cái ứng dụng ở đây nó sẽ bị gỡ bỏ đi. Đó, nó bỏ đi các bạn nhé. Đấy, thì đó là cái chức năng chính đấy, của Start Menu. Thì về cơ bản là nó cũng gần giống như là ở trên Windows 7 và Windows XP thôi, nhưng mà Windows 7 và Windows XP thì các cái ứng dụng, các cái icon là nó làm theo kiểu tròn các bạn ạ, hình tròn, không phải là hình vuông và hình chữ nhật như thế này. Đấy. Rồi, ngoài ra thì ở trên Windows 10 thì các bạn để ý là xung ở phía gần cái cửa sổ Start menu ấy thì nó có một cái kính lúp ở đây này. Đấy, các bạn vào đây các bạn tìm kiếm nhá. Đấy. Thì trên Windows 10 là nó khác so với Windows 7 là nó không có cái kính lúp ở đây, nhưng mà trên Windows 10 là nó có. Đấy, thì các bạn kích chuột vào cái kính lúp này. Đó, sau đây các bạn gõ các cái ứng dụng mà các bạn cần tìm. Đó, ví dụ như mình muốn lấy cái ứng dụng Control Panel ở trên Windows 10 chẳng hạn thì mình sẽ gọi là CO này. Mình sẽ bấm vào chữ CO nhé. Đó, thì nó sẽ ra cái chữ là Control Panel ở đây các bạn này. Đấy, thì mình sẽ mở lên nhé. Đó, đây là cái chức năng tìm kiếm ở trên Windows 10. Đó, các bạn vào đây nhé. Ví dụ các bạn vào cái cài đặt của máy tính thì các bạn sẽ vào mục là program. Rồi tiếp theo là vào program and filter. Đó, thì đây tất cả những cái ứng dụng mà mình đang cài trên máy tính của mình. Đó thì các bạn cứ vào cái control panel để các bạn vào mục program and filter để các bạn lấy kiểm tra các cái ứng dụng đang cài trên máy của các bạn nhé. Đó thì vừa qua là mình cũng một số bạn có hỏi về cái cách gỡ ứng dụng ở trên máy tính, thì mình cũng đã làm video chia sẻ về cái cách gỡ ứng dụng ở trên máy tính Win 10 và trên Win 7 nha. Đó thì các bạn quan tâm thì có thể truy cập vào cái kênh của mình để các bạn tham khảo thêm về cái cách gỡ ứng dụng ở trên máy tính nhé. Rồi thì mình vừa chia sẻ các bạn về các cái cách sử dụng cái cửa sổ Start menu, một cái giao diện rất là mới ở trên Win 10 dành cho các bạn mới bắt đầu nhé. Thì hy vọng là cái chia sẻ của mình thì sẽ cung cấp cho các bạn được một số cái thông tin để các bạn tham khảo về cái cách sử dụng Windows 10. Đấy, và các bạn cứ sử dụng một thời gian, các bạn cứ vào các bạn bọc vạch các bạn kiểm tra thì các bạn sẽ làm được nhé.
Rồi mình xin dừng video tại đây nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn sử dụng cái Windows 10 thành công nhé. Và sau video này bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nhé. Mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi xin chào tất cả các bạn.